Vì sao Hoàng Trung Hải chưa vào tù? Việt Nam nổi tiếng thế giới với 12 đại dự án thua lỗ ngàn tỷ. Đi vào chi tiết các dự án này thì sẽ thấy buồn và tức giận. Nói chung, Đảng và chính quyền đã đầu tư 64.000 tỷ đồng cho 12 dự án. Ngày nay, sau khi các dự án được tiến hành hơn 10 năm, tổng số nợ phải trả cho 12 dự án là 58.000 tỷ đồng. Hàng ngày tiền đóng thuế của nhân dân bị lấy ra để trả cho số nợ đó và tiền lãi của nó. Dự án gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 và ethanol Phú Thọ vẫn chưa hoàn thành. Nhà máy bột giấy Phương Nam nói là đã hoàn thành nhưng không làm ra được sản phẩm. Ethanol Bình Phước chạy được 3 năm thì ngừng vì sản phẩm làm ra không ai mua. Đã đến hạn trả nợ và lãi mà không sản xuất thì lấy tiền ở đâu mà trả. Gang thép Thái Nguyên 2 đang trả tiền lãi 40 tỷ đồng mỗi tháng. Các dự án đi vào sản xuất thì bị lỗ nhiều hơn có lời. Nhà máy đạm Ninh Bình năm 2016 bị lỗ 1.200 tỷ, tổng lỗ lũy kế tới nay là 4.000 tỷ. Đạm Hà Bắc năm 2016 bị lỗ 1.040 tỷ, tổng lỗ lũy kế tới nay là 3.000 tỷ. Sơ sợi Đình Vũ lỗ trong 3 năm 2012 đến 2014, tổng lỗ lũy kế tới nay là 5.100 tỷ. Càng kể ra càng thấy buồn và tức giận. Đảng Cộng sản Việt Nam không có khả năng điều hành kinh tế thì hãy rút lui để cho người khác làm việc. Nhìn qua các dự án, có một cái tên xuất hiện nhiều lần, đó là Hoàng Trung Hải. Tháng 5 năm 2008, Hải phát lệnh khởi động đạm Ninh Bình. Tháng 11 năm 2010, Hải phát lệnh khởi công đạm Hà Bắc. Tháng 5 năm 2012, Hải đến kiểm tra thi công bột giấy Phương Nam. Tháng 10 năm 2014, Hải ký văn bản số 2339, cho đội vốn gang thép Thái Nguyên 2 thêm 4.200 tỷ đồng. Tháng 11 năm 2015, Hải khánh thành nhà máy phân bón DAP 2 Lào Cai. Hải sinh ra ở Thái Bình, lớn lên theo học tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Cha của Hải là thông dịch viên cho các cố vấn Trung Quốc tại Việt Nam trong những năm 1950. Hải gia nhập Đảng Cộng sản năm 31 tuổi, khá trễ so với các đảng viên cùng thời. Làm đảng viên được 10 năm thì Hải nhảy vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Hải phóng lên, nhanh hơn cả hỏa tiễn S-400. Sự bất thường này làm cho nhiều người nghi ngờ rằng Hải được một thế lực ngoại bang đưa lên. Hải đã làm Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, rồi Phó Thủ tướng. Hải đã ký văn bản cho tiến hành nhiều dự án. Các đảng viên hoạt động trong doanh nghiệp cho Hải biệt hiệu là ông béo nửa triệu đô. Trả cho ông ta nửa triệu đô, tương đương với hơn 10 tỷ đồng, thì được ký bật đèn xanh cho dự án, không cần biết dự án đó tốt hay xấu. Bên cạnh các dự án thua lỗ, Hải đã ký công văn số 869 TTG vào tháng 6 năm 2018, đồng ý cho dự án gang thép Formosa ở Hà Tĩnh. Hải cho ra công văn số 5224 VPCP vào ngày 8 tháng 9 và tháng 8 năm 2009 để trạm thu phí Bốt Bắc Thăng Long Nội Bài của công ty Việt Transimex 8 thu thêm phí của tuyến đường tránh Vĩnh Yên. Người dân không đi tuyến đường tránh cũng phải trả tiền. Hải họp hành thúc đẩy 20 dự án nhiệt điện than từ Quảng Ninh đến Bình Thuận. Chưa kể đến những tham nhũng khác, Hải đã lợi dụng chức vụ để ký mấy chục dự án, bỏ túi riêng hàng trăm tỷ đồng. Các dự án thua lỗ ngàn tỷ mà Hải đã ký cho tiến hành, ai là người phải trả nợ, đem về những nhà máy chạy bằng than đá gây ô nhiễm môi trường, ai là người đang hít thở các bụi độc. Hải là đảng viên, là Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam. Nhưng trong các giao dịch với nhà thầu Trung Quốc thì Hải không lo bảo vệ quyền lợi của Việt Nam mà Hải chỉ lo đôn đốc phía Việt Nam trả tiền cho Trung Quốc. Nhà máy đạm Ninh Bình vay 5.000 tỷ đồng từ Exim Bank Trung Quốc nên phải chỉ định tổng thầu hoàn cầu của Trung Quốc. Máy móc sản xuất phải mua từ Trung Quốc bị chậm trễ. Nhà máy muốn chậm trả nợ. Tháng 2 năm 2015, Hải yêu cầu Vinachem phải trả nợ vay và lãi cho Trung Quốc. Dự án gang thép Thái Nguyên 2 đang tiến hành thì tổng thầu MCC của Trung Quốc dừng thi công vào năm 2013 và đắp chiếu từ đó. Tháng 6 năm 2015, Hải cho ra văn bản số 196 trả tiền cho MCC mặc dù các hạng mục chưa hoàn thành và máy móc bị rỉ sét. Hải tham nhũng không ồn ào, Hải ăn khúc đầu rồi để các đồng chí khác ăn tiếp và những kẻ đó gánh luôn trách nhiệm. Hải làm việc lặng lẽ giống như một điệp viên chiến lược. Hải mở cửa cho dự án rồi biến mất. Các mắt xích khác trong đường dây sẽ làm tiếp. Hải là một người nguy hiểm. Mấy năm nay Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng khoe là có cái lò đốt tham nhũng. Hải béo đã tham nhũng mấy ngàn tỷ đồng. Trọng có đốt Hải béo được không? Tháng 1 năm 2020, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản quyết định kỷ luật Hoàng Trung Hải với hình thức cảnh cáo trên giấy.
Hải không bị phạt một roi, không trả lại một đồng, không ở tù một ngày, vẫn là ủy viên Bộ Chính trị. Trọng mang chức tổng tịch lớn nhất nước Việt Nam, nhưng tổng Trọng không có quyền qua mặt những người đứng sau lưng Hải. Trọng không đốt được Hải béo. Ban kiểm tra trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam khoe là đã kỷ luật mấy ngàn đảng viên tham nhũng. Nhìn kỹ thì thấy một thiểu số nhỏ bị phạt tù, rất ít người trả lại tiền đã tham nhũng. Đa số chỉ bị cảnh cáo, khiển trách trên giấy. Mặc dù bị kết tội tham nhũng nghiêm trọng, các đảng viên tham nhũng vẫn được đảng tín nhiệm, vẫn cho làm các chức vụ trong đảng và chính quyền. Chương trình chống tham nhũng của Đảng Cộng sản giống như một trò hề. Hy vọng 90 triệu đồng bào nhìn thấy rõ, không tin lời tuyên truyền là Đảng Cộng sản độc tài sẽ trừ được tham nhũng. Nếu chế độ Cộng sản còn tồn tại thêm vài năm nữa, mấy trăm ngàn đảng viên tham nhũng vẫn ngồi đó, tiếp tục tham nhũng, tiếp tục bòn rút tài nguyên quốc gia. Chẳng lẽ 90 triệu người dân Việt Nam không giành được quyền làm chủ đất nước từ mấy trăm ngàn đảng viên tham nhũng hay sao? Về nghị tính nắm quyền trước Đại hội 13, Vương Đình Huệ giữ vị trí lãnh đạo thủ đô chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, phản ánh thế lực rất lớn của phe Nghệ Tĩnh trong hệ thống chính trị tại Việt Nam. Lưu ý rằng Nghệ Tĩnh là nơi có số lượng các ủy viên trung ương, tướng tá quân đội nhiều nhất cả nước. Tin chính trường, Hoàng Trung Hải mất ghế, Vương Đình Huệ thay thế. Chiều ngày 7 tháng 2 năm 2020, Bộ Chính trị chính thức điều động Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Báo Thanh Niên đưa tin, còn ông Hoàng Trung Hải không giữ được ghế Bí thư thủ đô nữa, mà được phân công làm Phó trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng 13, là tiểu ban do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm trưởng tiểu ban. Bài báo không quên nhắc lại vụ ông Hải bị Bộ Chính trị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty gang thép Thái Nguyên, tức là dự án TISCO 2. Dinh dẫn lời ông Hoàng Trung Hải phát biểu trong lễ công bố quyết định nói trên, tôi còn nhiều khuyết điểm, mong nhân dân thủ đô thứ lỗi. Ông Hải nói thời gian 4 năm làm việc trực tiếp tại Đảng Bộ Thành phố tuy không dài nhưng để lại trong tôi nhiều tình cảm gắn bó sâu sắc. Với niềm vinh dự tự hào to lớn được chung tay cống hiến vì một thủ đô văn hiến, anh hùng phát triển giàu mạnh. Vẫn là những phát biểu kể công quen thuộc của các quan chức Cộng sản Việt Nam khi bị đồng chí của họ quay lưng trở mặt. Báo Tuổi Trẻ có clip ông Hoàng Trung Hải phát biểu khi thôi chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Với ông Huệ, con đường thăng quan tiến chức của ông có quá nhiều thuận lợi. Cư dân mạng còn đoán rằng cái ghế Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ là bước đệm để ông Huệ nhảy lên cái ghế Thủ tướng trong Đại hội 13. Facebooker Dương Quốc Chính nhận định cái ghế Thủ tướng sẽ là của ông Huệ bởi vì hai ứng viên Thủ tướng là ông Vương Đình Huệ và ông Trương Hòa Bình đều chưa từng có kinh nghiệm đứng đầu một địa phương. Nhưng ông Huệ được chọn về làm Bí thư Hà Nội trong một năm khiến ông ta tăng điểm kinh nghiệm so với ông Bình để ông có thêm lợi thế. Anh em đỡ dị nghị. Ông Huệ là người chỉ mới 35 năm tuổi đảng. Nếu được ngồi trên ghế tam trụ trong Đại hội 13, thì đây quả là một bước nhảy vọt. Năm 2011, Huệ chỉ là Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đến tháng 1 năm 2016, Huệ được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị và trưởng Ban Kinh tế Trung ương, rồi làm Phó Thủ tướng cho tới nay. Nhà hoạt động Nguyễn Tráng viết, phe Nghệ Tĩnh nắm quyền trước Đại hội 13. Ông Tráng bình luận, Vương Đình Huệ giữ vị trí lãnh đạo thủ đô chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, phản ánh thế lực rất lớn của phe Nghệ Tĩnh trong hệ thống chính trị tại Việt Nam. Lưu ý là Nghệ Tĩnh là nơi có số lượng các ủy viên trung ương, tướng tá quân đội nhiều nhất cả nước. Ông Tráng cho biết thêm, có nhiều thông tin trước đây nói Huệ là đệ tử của Nguyễn Sinh Hùng. Sai thoại về Vương Đình Huệ có không ít, nhưng nổi bật là kiểu bợ đỡ chưa chẽn của báo chí dành cho vị lãnh đạo này. Nhận định về diễn biến mới trong chính trường Việt Nam, mới đó mà Hoàng Trung Hải đã làm Bí thư Thành ủy thủ đô Cộng sản Việt Nam được 4 năm, cũng gần bằng khoảng thời gian giữa Đại hội 12 và Đại hội 13. Ngày đó nhiều tin đồn rằng cái ghế Bí thư Hà Nội mà Hải được nhận là một trong những điều kiện để đồng chí X chấp nhận về vườn làm người tử tế. Giờ đây bản thân bà X tuy chưa xây xác gì, nhưng phần lớn phe cánh đệ tử của X đã tan tác. Đến lượt người từng làm phó thủ tướng, lúc X còn là thủ tướng, nhưng Hải cũng sắp vào lò. Về cái chức phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách, tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng 13 mà ông Hải vừa được nhận, đó là cái chức vô thưởng vô phạt, là chức trà nước không hơn. Số phận chính trị của Hoàng Trung Hải xem như dừng lại tại đây. Cũng tương tự như cụ Đinh La Thăng về làm phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương vào tháng 5 năm 2017, chỉ 7 tháng sau, tháng 12 năm 2017, Thăng chính thức vào lò. Thăng với Hải tuy đều là cáo mượn oai hùng, đều là bí thư của hai thành phố nhất nước, nhưng hai người không ở vị thế giống nhau.
Nếu Hải cũng bị bỏ mặc như Thăng từ sớm, thì cả hai đã cùng vào lò từ đợt đốt lò cuối năm 2017 rồi. Hải không những là một trong các con cáo thân cận nhất với con Hùng 3X, mà đứng sau Hải còn là các nhà đầu tư Trung Quốc. Trong vụ sai phạm tại dự án găng thép Thái Nguyên, tập đoàn luyện kim Trung Quốc MCC đã được thanh toán tiền thuế là 11,6 triệu đô la, thanh toán chi phí xếp dỡ, bảo quản thiết bị là 4,737 tỷ đồng, vượt giá trị hợp đồng, trong khi MCC chưa chuyển đủ thiết bị, cung cấp nhiều máy móc thiết bị sai khác về xuất xứ, thông số kỹ thuật, không phù hợp với quy chuẩn Việt Nam. Đổi lại, phía Việt Nam nhận được một dự án, giờ chỉ là đống sắt phế liệu. Sai phạm của Hải thì đành đành rồi, nếu quy ra tiền thì không thể thấp hơn thiệt hại trong vụ Mobifone MAVG mà phe đốt lò vừa mới xử. Vấn đề là phe đốt lò đã loay hoay suốt 4 năm nhưng chưa thật sự uy hiếp được 3X từ chính diện. Giờ họ sẽ làm cách nào để hoàn toàn xé bỏ thỏa thuận với X sau đại hội 12 mà vẫn không làm vỡ bình, trong khi đại hội 13 đã cận kề. Hơn nữa, vụ sai phạm găng thép Thái Nguyên nếu xử thỏa đáng thì bắt buộc phải đụng chạm đến bạn vàng của chế độ Cộng sản Việt Nam. Phe tổng chủ liệu có được yên thân? Theo một tài liệu được nhà báo Lê Anh Hùng tin rằng có sức thuyết phục mà ông Nguyễn Bình Giang, nguyên ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa 6-7-8, nguyên phó trưởng Ban Thường trực Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương đã công bố, thì thân phụ của ông Hải tên là Sì Sói, sinh ra và lớn lên ở Long Khê, Trương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc. Vì thế ông Hoàng Trung Hải là người Hán, chứ không phải là người Kinh như trong bản lý lịch tự khai của ông. Những tranh giành và đấu đá phe nhóm bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng tăng tốc, khốc liệt. Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Thành ủy Hà Nội, tức là Thành Đại La thuở xưa, sẽ là con vật tế thần kế tiếp. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Lửa cháy Thành Đại La của tác giả Nguyễn Nam. Theo truyền thuyết, do thành xây đi xây lại vẫn bị sụt lở ở vùng sông Tô Lịch, Cao Biển đã cho trấn yểm tại đây để làm cho đất vững và chặn dòng long mạch của vùng đất này. Năm 1110, vua Lý Thái Tổ đổi tên Thành Đại La là Thành Thăng Long. Ông Hoàng Trung Hải, đương kim Bí thư Thành ủy Hà Nội, là người quê ở Thái Bình. Song cộng đồng mạng xã hội tại Việt Nam đã mượn tên bộ phim cổ trang Lửa cháy Thành Đại La mà cặp đôi minh tinh màn bạc một thời Lý Hùng Việt Trinh thủ diễn để nói về củi gộc Hoàng Trung Hải đang mấp mé lò luyện đan của ngài Tổng Bí thư Đảng. Đầu giờ chiều ngày 9 tháng 12 năm 2019, đồng loạt các trang báo điện tử ở Việt Nam đưa tin Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khi còn là Phó Thủ tướng đã có vi phạm, khuyết điểm khi trong một số ý kiến chỉ đạo đối với dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty găng thép Thái Nguyên, tức là dự án TISCO 2. Trở ngược thời gian từ mấy năm trước, nhà báo tự do Lê Anh Hùng, một hội viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, đã bền bỉ có đơn thư tố cáo về hàng loạt sai phạm của ông Hoàng Trung Hải. Từ giai đoạn ông này còn giữ chức bộ trưởng, rồi leo dần tới phó thủ tướng thời chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và chuyển sang là bí thư Thành ủy Hà Nội như hiện nay. Báo chí không đăng rõ về những sai phạm cụ thể ra sao của ông Hoàng Trung Hải, mà chỉ đăng mỗi một câu được cho là nguyên văn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có vi phạm khuyết điểm khi trong một số ý kiến chỉ đạo đối với dự án TISCO 2. Theo nhà báo Lê Anh Hùng, người đã bị nhà chức trách cho rằng mắc bệnh tâm thần phải bị cưỡng chế chữa trị, thì ông Hoàng Trung Hải là người trực tiếp ký hai văn bản quan trọng nhất. Công văn số 323/TTG-QHQT ngày 4 tháng 3 năm 2008 đồng ý chủ trương cho Tập đoàn Công nghiệp Nặng Formosa Đài Loan lập dự án đầu tư nhà máy liên hiệp luyện thép và cảng nước sâu Sơn Dương tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, và công văn số 869/TTG-QHQT ngày 6 tháng 6 năm 2008 đồng ý việc Tập đoàn Công nghiệp Nặng Formosa thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu liên hiệp gang thép và cảng Sơn Dương tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Đưa đến sự ra đời của Formosa Hà Tĩnh, một dự án mà rất nhiều nhân sĩ trí thức, nhà quân sự đã phản đối mạnh mẽ vì hiểm họa vô cùng lớn của nó. Một doanh nghiệp Trung Quốc được giao một diện tích mặt đất và mặt biển cùng với cảng nước sâu Sơn Dương 1 trong 4 tử huyệt của Việt Nam trên Biển Đông bằng 1,2 lần diện tích Macau ở vị trí cực kỳ sung yếu, trải dài hơn 5 km mặt biển dưới chân đèo ngang, cách không xa căn cứ quân sự Tam Á của Trung Quốc trên đảo Hải Nam. Theo một tài liệu được nhà báo Lê Anh Hùng tin rằng có sức thuyết phục
mà ông Nguyễn Bình Giang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 3 khóa 6-7-8, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương đã công bố, thì thân phụ của ông Hải tên là Xì Sói, sinh ra và lớn lên ở Long Khê, Trương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc. Vì thế ông Hoàng Trung Hải là người Hán, chứ không phải là người Kinh như trong bản lý lịch tự khai của ông. Những ngờ vực của nhà báo Lê Anh Hùng và của ông Nguyễn Bình Giang càng được củng cố khi mới đây trên báo chí của chính nhà nước Việt Nam đưa tin, nhà chức trách Đài Loan hôm 24 tháng 11 cho biết đã khởi động công cuộc điều tra sau khi một người tên Wang Yikang tự nhận là gián điệp Trung Quốc khai nhận tham gia chiến dịch tình báo do Bắc Kinh hậu thuẫn nhằm can thiệp vào bầu cử chức danh đứng đầu hòn đảo này. Các cơ quan an ninh và điều tra Đài Loan cũng đã mở cuộc điều tra đối với Han Kuo, chức viên Quốc dân đảng có xu hướng thân đại lục với cáo buộc nhận 2,8 triệu đô la từ Bắc Kinh trong chiến dịch tranh cử chức thị trưởng thành phố Cao Hùng tháng 11 năm 2018. Trước đó cũng trên tờ Zing đưa tin Tổng thống Donald Trump cho rằng Trung Quốc đang tìm cách can thiệp cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào ngày 6 tháng 11 năm 2018 tại Mỹ. Ông khẳng định Bắc Kinh không muốn Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng vì quan điểm cứng rắn của ông đối với vấn đề thương mại giữa hai nước, theo tờ Reuters. Như vậy, giả dụ như mai này củi dầu Hoàng Trung Hải sẽ thổi bùng cho lửa cháy thành đại la, thì xem ra các tố cáo trước đây của nhà báo Lê Anh Hùng là những cảnh báo có cơ sở, song lại không nhận được sự quan tâm của các cấp thẩm quyền. Tương tự trong trường hợp của nhà báo Phạm Chí Dũng hiện nay, rất nhiều bài viết phản biện của ông đang bị cho là chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, rất cần soát xét lại chuyện minh bạch của việc thế nào là chống và phải hiểu ra sao về chuyện xây.